Thưa quý vị, Nhật Bản cấm mại dâm nhưng lại hợp thức hóa ngành công nghiệp phim người lớn. Theo ước tính thì mỗi năm Nhật Bản sản xuất khoảng 35.000 bộ phim người lớn, tức là mỗi ngày lại có 100 phim người lớn mới được sản xuất ở tại nước này. Và cũng khoảng thời gian đó thì có khoảng 10.000 diễn viên mới gia nhập ngành công nghiệp phim người lớn. Và cứ 200 người phụ nữ ở Nhật Bản thì lại có một người xuất hiện trong phim người lớn. Có thể nói ngành công nghiệp phim người lớn của Nhật Bản là ngành công nghiệp thành công nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nó cũng là thế giới vô cùng tàn khốc và đáng sợ. Trẻ trung xinh đẹp và khát khao trở thành ngôi sao nổi tiếng, Saki Kozai tin rằng cô đã tìm thấy một tấm vé bước gần với danh vọng khi ký được một hợp đồng với một công ty quản lý. Họ hứa hẹn sẽ đưa cô trở thành diễn viên phim quảng cáo. Thế nhưng ngay ngày làm việc đầu tiên, cô phát hiện ra rằng cô phải diễn cảnh nóng ngay trước máy quay. Chỉ trong vòng 5 năm, Saki Kozai đã tham gia hơn 50 bộ phim. Tôi như bị tẩy não vào thời điểm đó, tôi đã phải uống thuốc để trấn tĩnh bản thân. Tôi phải tự thuyết phục bản thân mình rằng tôi phải đi tiếp. Cô Dài chỉ là một trong số rất nhiều phụ nữ dũng cảm, dám bước ra khỏi bóng tối để tiết lộ những mánh khóe, sự lợi dụng và bóc lột trong ngành công nghiệp phim người lớn. Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2016, 162 phụ nữ làm việc trong ngành phim khiêu dâm đã đến đây xin chúng tôi tư vấn. Đây không phải là con số nhỏ, nhưng chúng tôi nghĩ đây chỉ là một phần nổi của tảng băng. Phim người lớn rất phổ biến ở Nhật Bản, nhưng góc khuất của nó cũng như quyền lợi của diễn viên hiếm khi được bàn tới. Đã có nhiều cáo buộc rằng nhiều nhà sản xuất bắt ép các cô gái phải diễn các cảnh quay tình dục bạo lực mà họ không hề mong muốn.